Rồi, xin chào tất cả các bạn và anh em, cũng như thường lệ mọi ngày, hôm nay hai anh em chúng tôi lại lắp một bộ dàn karaoke cho anh Đắc ở tại số nhà 50 ngõ 44 Ngọc Lâm. Anh Minh. Anh Minh à? Của anh Minh, Ngọc Lâm. Ngọc Lâm, số nhà 50 ngõ 44. 50H ngõ 44. Bộ dàn của anh gồm có một đôi loa DX5 với một cục đẩy K6, mới kèm theo đó là một cặp mic 321, một cục súp 2012. Mình đã lắp ghép xong. Rồi xin mời tất cả các bạn hãy đợi một chút xíu thưởng thức những chất âm của đôi loa DX5 và một cục đẩy K6.